Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, dù đã ở thế kỷ thứ 21, nhưng ở nhiều thôn làng, người dân tộc Việt vẫn tồn tại nhiều hủ tục gây giận khiến bất cứ ai nghe được cũng dù mình. Người ta rẻ ở Bắc Tây Nguyên nhiều đời vẫn giữ một hủ tục hà khắc, sinh đôi giết một và không ai nhớ hủ tục này có từ bao giờ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hủ tục đáng sợ có thật này tại Việt Nam ngay sau đây. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động trong nhiều năm qua, nhưng ở một số cộng đồng người tà rẻ sống tại những vùng hẻo lánh Bắc Tây Nguyên, hủ tục sinh hai giết 1 vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của những người bảo thủ. Nhiều người lớn tuổi bảo thủ trong cộng đồng người tà rẻ vẫn quan niệm lạc hậu rằng nếu bỏ hủ tục sinh hai giết một sẽ đem đến những điều không may mắn cho buôn làng, cũng như chính những thành viên trong gia đình sản phụ con ma rừng sẽ về buôn quấy phá gây nên bệnh tật ốm đau đói kém buôn làng không còn được sống trong cảnh yêu vui hòa thuận nữa bởi vậy trong nhiều buôn làng hẻo lánh của người tà rẻ ở vùng trên núi ngọc linh tỉnh con tum này vẫn còn giữ hủ tục man dợ không được xã hội văn minh chấp nhận này với người tà rẻ, phụ nữ không được phép sinh con ở nhà mà buộc phải lên căn trò nhỏ trên rẫy tự sinh. Sau khi một mình vượt cạn, ít nhất sản phụ phải ở 10 ngày trên rẫy mới được đưa con về sống chung với gia đình và buôn làng. Nếu sản phụ nào chẳng may đẻ rơi ở nhà, sẽ bị buôn làng phạt vạ rất nặng. Căn tròi nơi nhiều sản phụ của người tà rẻ ở Bắc Tây Nguyên lặng lẽ sinh con thực chất là kho chứa lương thực của gia đình. Với người tà rẻ, lương thực bắp, sắn, lúa sau khi thu hoạch nông sản sẽ được phơi phóng ngay trên rẫy rồi cho vào tròi chứ không được đem về nhà. Tròi của người ta rẻ phần lớn được xây cất một cách sơ sài, vách tròi là những mảnh gỗ rừng đóng vội vã. Mái tròi được kết thành từ những lá cây rừng để tránh mưa nắng. Sẽ là nỗi cùng cực vô cùng nếu sản phụ nào sinh con vào mùa đông cây lạnh như cắt vào da thịt ở vùng núi ngọc linh khi đông về khiến sản phụ suốt ngày chỉ biết ôm con vào lòng ngồi bên bếp lửa bập bùng xuyên đêm vì lạnh đáng sợ nhất với người tà rẻ nếu trong buôn làng có sản phụ sinh đôi thì người mẹ phải tự mình sát hại một trong hai đứa con vừa được mình mang nặng đẻ đau sinh ra hủ tục này được người tà rẻ gọi là trả lại cho giàng một đứa khi sản phụ sinh đôi, chỉ còn một cách duy nhất là buộc phải lựa chọn một trong hai người con mừa sinh. Đứa con xấu số được người mẹ bỏ đói trong rừng, trên rẫy cho đến khi không còn sức sống mà qua đời. Trước khi đem con đi bỏ, người mẹ sẽ cho đứa trẻ bú thật no, cuốn nhiều tã lót cho ấm cùng những lời thì thầm cầu nguyện cho đứa con của mình. Về bên kia sẽ được giàng che chở, sống một cuộc sống ấm no đầy đủ. Có trường hợp sản phụ cho con bú no rồi cuốn tã cho con lơ lửng trên một cành cây lớn để không bị thú dữ ăn thịt con mình. Hành động này trong quan niệm cộng đồng không bị xem là có tội, thậm chí được coi là dũng cảm vì đã cứu buôn làng thoát khỏi sự chi phối của con ma. Họ quan niệm sinh đôi sẽ có một con ma cần phải loại bỏ con ma này ra khỏi cộng đồng, trả nó về với giàng, nếu không sẽ làm cho cả làng không làm ăn được thiên tai dịch bệnh kéo đến. Chưa hết sau khi từ bỏ một người con, gia đình có sản phụ sinh đôi, còn buộc phải mổ bò hoặc nghèo thì phải giết heo cúng vái đãi cả làng ăn uống trong vòng một ngày để tạ lỗi. Theo một cán bộ chuyên phụ trách về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình xã Sốp, huyện Đắc Rây, tỉnh Con Tum, nhờ được sự tích cực tuyên truyền vận động mà ngày nay, hủ tục giết một khi sinh hai đã được đẩy lùi, cuộc sống văn minh đang từng ngày về với buôn làng hẻo lánh xa xôi nhất của cộng đồng người ta rẻ. Còn đối với người Jirai ở thôn Dơ Bang, xã Ia Bang, Chư Prong, tỉnh Gia Lai, thì sinh đôi là một chuyện lạ, bởi từ trước đến nay, ở trong thôn chưa hề xảy ra trường hợp này. Cũng chính từ sự suy nghĩ đó và do quan niệm còn lạc hậu, nên một trong hai cháu bé vừa mới chào đời có nguy cơ phải từ giã sự sống. Nếu như không có sự khuyên can kịp thời của cán bộ y tế và phòng lao động thương binh và xã hội huyện Chư Prong, trong quan niệm của đồng bào Banazirai ở đây, nếu người phụ nữ lấy chồng sinh đôi, sinh ba nghĩa là bị ma ám, nên phải hủy những đứa sinh sau. Họ trôn sống hoặc bỏ các bé vào rừng để con ma không biết cách quay về quấy phá. Vì hủ tục đó mà nhiều sinh linh vừa cất tiếng khóc chào đời đã đối diện với cái chết chỉ vì sinh ra sau anh chị mình. Nhiều năm sau, ở đại ngàn núi rừng Tây Nguyên này, hàng trăm đứa trẻ đã vĩnh viễn lìa xa cõi trần một cách oan uổng bởi hủ tục lạc hậu đó. Theo quan niệm của bà con người Bana Jirai tại địa phương này, việc sinh đôi như thế là do trời phạt và sẽ ảnh hưởng rất nhiều về sau, như khi lập gia đình thì sẽ lấy nhầm người, nếu còn sống thì sẽ làm khổ bố mẹ dân làng. Từ ngày nhận công tác ở Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trư Prong, bà Lê Thị Hải Yến đã nghe hàng chục trường hợp trẻ song sinh đẻ trong nhà hay nâng dẫy đã bị bỏ đi. Sau khi nhận được hung tin, bà Yến thấy lòng mình đau như cắt vì mình đã mang tội với những đứa trẻ xấu số. Bản thân bà cũng không ít lần chịu cảnh hiểm nguy từ phía gia đình và dân làng khi trực tiếp can thiệp tuyên truyền Trước đó, chị Siu Kalang ở thôn Dơ Bang, xã Ia Bang, huyện Chiprong, tỉnh Gia Lai, hạ sinh đứa con thứ hai và là con gái. Theo quan niệm của người Zirai, con gái được coi trọng hơn con trai và là tài sản quý trong nhà, nên tổ chức cúng bái ăn mừng. Hôm sau, chị Ca Lương vẫn đau quản quại và băng huyết liên tục. Chị được gia đình đưa đến bệnh viện huyện Chiprong trong tình trạng nguy kịch các y bác sĩ đã cấp cứu và phát hiện trong bụng ca lương vẫn còn một thai nhi nữa các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy ra một cháu gái cứu sống cả hai mẹ con biết tin mẹ chồng chị cơ lang bỏ về làng báo lại sự việc với người thân và dân làng biết tổ chức cúng bái trừ tà đổi ma sau gần một tuần nằm ở bệnh viện ca lương ấm con về nhà lúc đó nhiều người trong làng đã nhất quyết bảo gia đình phải bỏ bớt đi một trong hai đứa con Vừa về đến đầu làng, chị Ca Lương bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, bảo nếu không bỏ đứa con thì đừng về làng và dọa sát hại luôn cả hai mẹ con. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chư Prong đã lập tức cử cán bộ đến để khuyên bảo gia đình anh Siêu Brock đã giải thích cho anh hiểu rằng đây là một việc bình thường trong khi mang thai và sinh con. Siu Drog là công nhân của nông trường Hòa Bình. Công ty cao su Chư Siu Siêu rất thương vợ con. Bản thân anh cũng quyết liệt phản đối việc sát hại một đứa con do vợ mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng một mình Siêu Drog không chống lại được hủ tục lạc hậu đã tồn tại từ hàng nghìn đời nay của dân làng. Để cứu sống con, anh đã động viên vợ bế đứa con đỏ hỏn lặn lội đến nhà bố mẹ đẻ để thuyết phục ông bà nuôi hộ bố ca Lương gật đầu ưng thuận Rock rất phấn khởi đứa con được ông bà ngoại nhận nuôi hàng ngày khi thì Rock sang thăm con khi thì ca Lương trốn bố mẹ chồng lén sang cho con bú đưa bé dần lớn lên trong cơn khát sữa và thèm hơi ấm của mẹ quá trình tuyên truyền của các cán bộ thôn bản như mưa rầm thấm lâu gia đình Rock đã nhận thức được việc làm của mình là không đúng từ đó gia đình anh Syl Rock đã làm giấy cam kết sẽ không bỏ một trong hai đứa cháu nữa mà sẽ chăm sóc các cháu thật chú đáo. Bà Lê Thị Hải Yến, phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Trư Prong lúc bấy giờ kể: "Phen đó tôi cũng hết hồn, suýt chút nữa cháu mất oan uổng. Thủ tục này vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền vận động nhiều nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi." đối với trường hợp gia đình nhà anh siêu rock sau khi nhận được tin báo chúng tôi đã đến vận động giải thích cho người dân trong thôn và gia đình anh biết rằng sinh đôi là một việc bình thường chứ không phải trời bắt hay trời phạt gì cả chúng tôi rất vui vì hiện tại cả hai cháu đều khỏe mạnh ông siêu ít trưởng thôn dơ bang xã yà bang huyện chư prong lúc đó chia sẻ Trước đây, dân làng chúng tôi rất sợ những cặp song sinh, nhưng giờ đây khi tìm hiểu chúng tôi được biết rằng đây là một việc bình thường, cho nên bây giờ chúng tôi sẽ không bỏ đứa cháu nữa, mà bảo vợ chồng anh Siêu The Rock sẽ nuôi đứa cháu. Anh trai The Rock là Siêu Ca Lơn quả quyết. Khi biết vợ The Rock sinh đôi, cả dòng họ mình buồn và lo lắm. Mỗi người trong dòng họ đều chuẩn bị một tinh thần sắt, xem dân làng có đánh động gì không và gần cả tháng trời nhà mình lúc nào cũng rất đông người vào ra và bàn tán về hai cháu. Ngày ngày mình được dòng họ phân công ở nhà để nói với bà con rằng hai cháu này sinh ra cũng như bao đứa bình thường khác, chúng khóc khỉnh và khỏe mạnh chẳng có gì khác biệt với việc sinh một cả. Sau khi thỏa ý tò mò, ai ra về cũng vui vẻ, lúc ấy cả dòng họ mình mới thấy nhẹ lòng đi, còn nếu vì hủ tục mà phải bỏ một đứa đi thì mình sẽ đứng ra bảo vệ cháu mình. Không chỉ có trường hợp thôn siêu ít đến động viên, mà giờ đây già làng và cán bộ trong thôn, xã cũng thường xuyên đến gia đình nhà anh siêu đờ rock vận động. Bà Bùi Thị Lụa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Bang kể, khi biết tin mình báo với lãnh đạo xã và đến nhà động viên, gia đình ai cũng vui vẻ cùng chung sức nuôi dạy con cháu. Xã cũng tạo điều kiện để hai cháu làm giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế để gia đình có điều kiện thuận lợi nuôi hai cháu tốt còn già làng Yer bang thì bảo Sildoroc con gái mày bằng da bằng thịt đó mày phải chịu khó làm ăn để nuôi vợ cho con khỏi tội nghiệp chịu khó nuôi con ăn học rồi con nó sẽ báo hiếu mày về sau bà Nguyễn Thị Minh Tâm phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh gia lai lúc đó cho biết thêm nhiều năm về trước hồ tục của dân làng còn nặng nề lắm nhưng nhờ sự vận động giáo dục của chính quyền nhận thức của bà con đã dần thay đổi Dân làng không còn đem con bỏ vào rừng như trước đây nữa. Trình độ dân trí của người dân đang từng ngày được nâng cao, giáo dục về tận thôn bản nên người dân hiểu và đang dần xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.